Hello anh em, rất vui khi được gặp lại anh em trong video ngày hôm nay. Thì video này mình sẽ hướng dẫn anh em làm cái bùa thần dụ, dấu sao thần dụ nha anh em. Rồi đầu tiên anh em chạy đến cái tọa độ là 573 và 389 ha. Thì ở đây anh em gặp Lưu Trọng Phố. Thì anh em nhấn vào nha. Khiêu chiến thần dụ, bạn có muốn thử không? Không lấy tiền đúng không? Vậy tôi cũng thử xem. Ok, khiêu chiến nha anh em. Rồi ở cái hình đầu tiên thì anh em vẽ theo mình nha. Vẽ từ dưới lên hả? Cái này thì nó khá đơn giản rồi. Câu đầu tiên. Quá dễ đúng không anh em? Nó hơi khó điều khiển một tí. Rồi, câu thứ 6. Cái này thì mình thấy dễ hơn á. Cái này nó cũng tăng khá nhiều điểm thám hiểm nha anh em. Mình nên làm nhiều nhiều một tí. Ủa vậy là hết hả? Chưa đã gì hết. Và bây giờ anh em tìm tới cho mình cái người thứ hai để mình chiến đấu tiếp ha. 654 và 612. Dấu sao thần dụ. Anh em mở được 10 cái thì anh em cũng được 300 điểm thám hiểm. Mở được 20 cái thì 600. Làm 3 người như vậy thì anh em được gần 1000 điểm rồi. Cũng được. Ở đây cũng có người đi đi làm cái dấu sao thần dụ nè. Anh em cái thế đứng ngay đây là đang làm cái đó nha. Xin lão tiên sinh hãy chỉ giáo. Ui cái này quá dễ. Dễ hơn chứ dễ nữa.
Ok, cũng dễ mà đúng không anh em, đâu có gì đâu khó. Không được, không được chút xíu nào thì mới đúng nào. Xử lý được. Tiếp tục. Rồi bây giờ anh em qua cái map Yuanzhan nha. Tìm đến cho mình cái tọa độ là 1029 và 817. Trời ơi sao cái tọa độ gì đâu mà nó tìm kỳ cục vậy. Ông này thì mình nói trước là rất khó nha anh em. Tiến hành khiêu chiến nè. Qua đây, qua đây. Cái này là chia đen ra đen, chia trắng ra trắng nha. Anh em chia làm sao mà nó vừa chia đen vừa chia trắng á, nó không có được dính với nhau. Nè, anh thấy không, anh em thấy không, đen nằm ngoài nè, đen nè, đen nè, còn trắng nó nằm lòng lòng trong đây nè, thấy chưa. Có vụ này nữa. Rồi nó có mấy cái chấm này để anh em dòm dòm cũng được, để anh em biết cái hướng để đi nữa. Xanh 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 và đỏ đỏ. Cái này cũng tăng nhiều kinh nghiệm của thám hiểm lắm nha anh em. Ok,
Lực chiến 14. Hoàn thành khiêu chiến 3 nhân vật tầm cỡ rồi. Ok anh em, vậy là hoàn thành nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Nếu anh em cảm thấy video này hay và hữu ích thì cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh. Còn bây giờ chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Bye bye.